Dạ vâng, xin chào bà con nha. Chào mừng bà con đã quay trở lại với video tiếp theo của Lý Trung nha bà con. Thì như trước mắt bà con mình đang thấy ở đây thì đây là cái trà lúa OM5451 của Lý Trung nè bà con ơi. Hiện tại thì cái trà lúa của Lý Trung ở đây được 8 đêm sao xạ nha bà con. Cái tình trạng lúa thì đang phát triển cũng rất là tốt. Hôm nay thì Lý Trung lên nước ở đây để chuẩn bị bón phân thúc đợt một cho lúa của Lý Trung ở đây các bà con. Thì hôm nay sẵn cũng bón phân, Lý Trung quay lại một cái video để chia sẻ cho bà con mình xem cái số lượng phân, rồi cái loại phân gì mà Lý Trung sử dụng ở đây, cũng như là Lý Trung sẽ chia sẻ cho bà con mình một số cái vấn đề mà hiện nay đang xuất hiện ở trên cái những cái trà lúa trước, để cho bà con mình tham khảo và có cái chuẩn bị cho cái trà lúa của mình. Thì có rất là nhiều bà con hỏi Lý Trung là lúa mình thì bón phân bao nhiêu ngày, thì xả xuống bao nhiêu ngày thì bón phân, bao nhiêu ngày thì lên nước. Thì Lý Trung cũng đã chia sẻ cho bà con mình rất là nhiều rồi. Chắc có lẽ là bà con mình không có xem được, cho nên là bà con mình cũng rất là hỏi Lý Trung rất là nhiều. Thì lúa bà con mình xả xuống rơi vào tầm khoảng từ 8 cho tới 10 ngày. Đối với cái giống từ 95 cho tới 100 ngày là chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta bón phân thúc cử 1 nha bà con. Đó, bón phân thúc cử 1. Thì bón phân thúc cử 1 sớm là nhằm cái mục đích là để giúp cho cái lúa của chúng ta nó phát triển sớm nè, đẻ nhánh sớm, nở bụi sớm để mà tăng cái số chọi hữu hiệu lên. Đó. Như đây, ở đây thì Lý Trung xạ có 13 kg cho một công 1000 mét vuông nè bà con, mà nó dày quá dày. Cái 5451 thì xạ 13 kg thì nó quá dày. Tại kiểu dạng ở đây thì đất ở đây nó cỏ dữ lắm bà con. Thì Lý Trung phải bắt buộc phải xạ dày một xíu để cho lúa mình nó mau giáp tàn, để mà nó hạn chế cái ánh nắng xuống đó, để cho cỏ lên đó bà con. Thì nói về cái vấn đề cỏ thì hôm kia có một cái anh cũng có liên hệ với Lý Trung để hỏi thăm cái vấn đề mà diệt cỏ. Thì sẵn tiện trên cái video này thì Lý Trung cũng chia sẻ với bà con luôn, sẵn chia sẻ cho anh luôn. Thì về cái vấn đề diệt cỏ thì bà con mình trước tiên á, bà con mình muốn diệt cỏ nó ngon thì bà con mình phải làm đất cho nó bằng phẳng. Đó, như đất của Lý Trung ở đây bà con mình thấy ha. Đất ở đây thì chỉ tương đối thôi, chưa có thể nói là bằng dữ nha bà con, nó nằm ở dạng trung. Nhưng mà chúng ta làm sao để khi mà chúng ta lên nước á, lên nước lúa của chúng ta nó không lúc đọt, nhưng mà nước nó phải đủ. Đó, như bà con mình thấy nước nó phải đủ nhưng mà không lúc đọt. Đó, để chúng ta ém cái được cái lượng cỏ. Tại vì khi mà bà con mình lên nước như thế này nè, mà bà con mình sợ nếu mà đất không bằng, bà con mình sẽ sợ chết vũng, bà con mình bơm không có cao, không có ngập hết mấy cái gò, thì những cái gò đó cho dù bà con mình có lau cỏ, lau đi lau lại thì những cái gò đó nó vẫn lên, nó không có chết hết. Nó sẽ làm chúng ta mất đi cái chi phí nè, rồi nó làm cho chúng ta mất đi cái năng suất, tại vì cỏ nó tranh giành cái dinh dưỡng của lúa rất là mạnh, nó có thể giết chết cây lúa của chúng ta luôn. Nói vì vậy thì cái vấn đề xử lý cỏ ở đầu vụ là vấn đề rất là quan trọng. Thì như ông bà xưa của chúng ta thường hay nói là công cày là công bỏ, mà công làm cỏ mới là công ăn. Nói như vậy thì chúng ta cố gắng ở đầu vụ xử lý làm sao để cho cái lúa của mình, cái đất của mình nó không có cỏ. Đó, để hạn chế đi cái việc mà thất thoát là bước đầu tiên. Nếu mà lỡ trong cái vấn đề, trong cái giai đoạn mà chúng ta làm cỏ, diệt cỏ như vậy nó không hết á, thì ở trên kênh Lý Trung cũng đã có chia sẻ với bà con mình nhiều cái video rồi đó. Thì nếu mà bà con mình diệt mầm mà kiểu như dạng 2-3 đêm mà đã thấy cỏ nó lên như cái diện tích đất của Lý Trung ở đây, thì diệt mầm xuống tầm khoảng bỏ chừng 4 đêm là bắt đầu nó lại tiếp tục cỏ lại tiếp tục lên. Thì ở cái lúc đó, trong giai đoạn đó thì rơi vào tầm khoảng từ 6 cho tới 8 ngày thì bà con mình sẽ tiến hành, bà con mình lau cỏ lại một lần nữa. Thì ở cái giai đoạn này thường là Lý Trung sẽ sử dụng một là thằng bút, để Lý Trung cộng với thằng butyrol. Đó, thì cái liều lượng thì butyrol là 2 chai
bút là hai chai cộng lại sử dụng cho một cho 10.000 mét vuông là một mẫu đó, ở miền Tây á bà con. Thì cái xử lý hai cái dòng đó thì Lê Trung thấy rất là đạt, thì mấy năm nay Lê Trung đã sử dụng cái dòng đó rất là nhiều. Và một cái loại thứ hai nữa đó là Supreme cộng với Butoral. Nói chung là những cái dòng thuốc về diệt cỏ hậu nấy mầm á, diệt cỏ cây, diệt cỏ hậu nấy mầm á, thì bà con mình sử dụng dòng nào cũng được. Và bà con mình cộng thêm một dòng nữa, một là Butoral, hai nữa là bà con mình có thể sử dụng như là Cantanin. Nhưng mà Cantanin nó dở ở chỗ là bà con mình phun bị trồng lối là nó sẽ bị cháy lá đó. Thì đây trong sẽ chuộng cái dòng Butoral của công ty Phú Nông và cái bút hoặc là cái Supreme đó, để chúng ta cộng lại chúng ta phun. Và cái vấn đề thứ ba nữa là khi mà cái chúng ta đã diệt hai cự đó xong rồi mà không chết á, thì tới cái cự thứ ba thì Lê Trung sẽ sử dụng tiếp tục là cái thằng bút và cái thằng Butoral để Lê Trung phun lặp lại thêm một lần nữa. Nhưng mà tới cái giai đoạn này rồi thì bà con mình diệt nó không còn hiệu quả như là những cái hai cái cự đầu nữa nha bà con. Ở cự này chúng ta chỉ sử dụng nó hạn chế bớt cái cỏ thôi chứ nó không có hết, không có chết hết. Nó đạt khoảng từ 80% tới 85%. Là Lê Trung sẽ sử dụng một bình 25 lít, là Lê Trung sẽ sử dụng hai chai, một chai nửa chai bút, nửa chai bút và khoảng 100ml Butoral. Rồi Lê Trung sẽ cộng thêm khoảng 500g phân ure. Đó. Thì ở cái giai đoạn này nó chết rất là kém, tại vì lúc này cỏ chúng ta nó đã lên cây rất là cao rồi. Đó, nhưng mà quan trọng cái vấn đề ở chỗ là khi bà con mình phun như vậy, xịt diệt như vậy, bà con mình vẫn phải vô nước. Tại vì khi thuốc, bất cứ cái thuốc nào cũng vậy, khi bà con mình phun rồi, bà con mình phải lên nước để làm cho cái lúa chúng ta nó hạn chế hấp thụ cái oxy, hạn chế nó quang hợp cái oxy á, nó để cho nó chết. Chứ mà bà con mình phun xuống mà bà con mình không có lên nước được á, không có nước, không có độ ẩm á, thì bà con mình phun nó cũng không có chết. Quan trọng là cái nước thôi. Nó quay trở lại với cái vấn đề mà phân, thì đối với cái cử một này thì rất là quan trọng. Bà con hỏi Lê Trung làm sao mà tại sao mà bón chi mà sớm như vậy. Tại vì bón sớm như vậy á, thì cái lúa chúng ta tầm khoảng 8 cho tới 10 ngày lúa chúng ta đã có phân rồi, thì trong cái giai đoạn này lúa chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh. Thì khi mà bà con mình bón phân sớm như vậy á, khi mà rơi vào tầm khoảng từ 12 cho tới 15 ngày là lúa chúng ta đã bắt đầu đẻ nhánh rồi. Nó đẻ nhánh thì nó đẻ nhánh sớm. Nó đẻ nhánh sớm thì tất nhiên là thí dụ như bà con mình đẻ 12 lúa, bà con mình 12 ngày nở bụi đi, thì những cái chồi đó nó sẽ là những cái chồi hữu hiệu. Và cái lúa chúng ta nó đẻ nhánh sớm, nó đẻ nhánh kéo dài, thì lúa thường là cái thời gian lấy nhánh nó là khoảng từ 10 cho tới 25-26 ngày. Tại trong giai đoạn đó chúng ta càng nâng lên cái thời gian đẻ nhánh nó càng cao thì cái tỷ lệ chồi nó càng nhiều. Đó. Còn như bà con mình bón nó trễ quá, để 12-13 ngày bà con mình bón thì nó thục cái thời gian nãy chồi nó ngắn lại, thì tất nhiên là nó sẽ cho cái số lượng chồi hữu hiệu trên cái 1m2 của cái đàn lúa chúng ta nó ít lại, thì cái năng suất nó sẽ giảm lại. Đó là cái vấn đề như vậy thôi. Bón sớm để tạo cái số chồi hữu hiệu sớm để tăng năng suất. Còn bón trễ thì cái số lượng chồi hữu hiệu ít thì nó giảm năng suất thôi. Thì ở cái cử này, nếu mà bà con mình sử dụng phân đơn thì bà con mình có thể sử dụng là phân ure với phân DAP để bà con mình phối trộn, là bà con mình rải. Đó. Còn ở đây Lê Trung thì Lê Trung sử dụng cái phân Casus L1 của công ty Đại Nghĩa. Thì cái dòng phân này thì Lê Trung chỉ mới đem về làm thí điểm thôi. Đó, xem cái trà lúa của mình nó phát triển như thế nào thì Lê Trung sẽ tiếp tục khuyến cáo cho bà con mình xài. Tại vì Lê Trung cũng đã có đi thí điểm với mấy anh em bên công ty cũng rất là nhiều rồi. Rất là nhiều chỗ thấy cái dòng phân này xài cũng tương đối là tốt. Đó, thì Lê Trung mới đem về đây để mà mình làm thí điểm ở đây. Thì ở trên là những cái chia sẻ của Lê Trung về cái vấn đề mà chúng ta bón phân cử một sớm. Đó là có mục đích gì, và cái ở cử này thì Lê Trung sử dụng cái phân gì, và cái số lượng phân thì bà con mình ở cái giai đoạn này thì tùy theo bà con thôi. Giai đoạn cử một này không quan trọng lắm bà con, không quan trọng lắm số lượng, bà con mình có thể bón nhiều cũng được. Mà thường thì ở giai đoạn này Lê Trung sẽ bón khoảng là 10kg cho một công 1.000m2. Đó, bất cứ phần nào cũng vậy. Thí dụ như bà con mình phối trộn cái phân đơn là phân ure và phân DAP,
Thì bà con mình cũng vẫn khối trộn là khoảng, bà con mình canh làm sao là chia ra một công nó khoảng 10 kg. Nó 10 kg là ok, còn nếu mà đất gò hơn nữa thì bà con mình có thể nâng lên 12 kg, 12 kg rưỡi, 13 kg gì đó. Còn mà đất trũng thì bà con mình sẽ giảm lại còn 8 kg, 9 kg. Đó, tại vì cái cữ một này tại sao mà lại chung nói là nó không quan trọng? Tại vì cái cữ một này chúng ta bón càng nhiều thì cái lúa chúng ta nó phát triển càng mạnh, càng đẻ nhánh nhiều. Đó, và cái ở cái cữ một này thường cái lúa chúng ta nó rất là ít bệnh. Bà con để ý, bà con thấy cái ở cái giai đoạn mà lúa chúng ta từ từ lúc mà chúng ta xạ cho tới lúc khoảng 18 20 ngày lúa chúng ta rất là ít bệnh. Đó, cho nên là ở cái giai đoạn này bà con mình cũng có thể bón nhiều được. Đó, vì và khi mà bà con ở cái mùa mà bà con mình lỡ bón có lố tay đi chăng nữa thì ở cái cữ hai bà con mình vẫn có thể sửa lại được. Đó, ví dụ như ở cái cữ này bà con mình bón nhiều, lúa chúng ta quá tốt thì ở cữ hai chúng ta sẽ giảm cái lượng phân lại, không sao. Còn cái cữ hai á, thì để tới khi mà lúa của Lê Trung bón phân cữ hai thì Lê Trung sẽ tiếp tục chia sẻ cho bà con mình xem. Đó, như bà con mình thấy thì cái trà lúa của Lê Trung đây phát triển tương đối tốt ha, tương đối đều. Thì cũng còn một số cái vấn đề mà hiện tại nó đang xuất hiện ở trên những cái trà lúa của ở khu vực Lê Chung cũng rất là nhiều. Thì hôm nay sẵn tiện đây thì Lê Chung cũng chia sẻ cho bà con mình tham khảo luôn. Thì cái thứ nhất á, là đối với những cái trà lúa mà rơi vào tầm khoảng từ 10 ngày nửa tháng thì nó xuất hiện cái tình trạng bị bọ trĩ rất là mạnh. Của Lê Trung ở đây thì hôm bữa Lê Trung lau cỏ là Lê Trung đã trộn luôn với cái bọ trĩ vô luôn, cho nên là nhìn thấy cái vàng lúa của Lê Trung á, lá nó không có bị xe nè, lá nó không bị xe lá và lá lúa nó phát triển cũng rất là tốt. Mấy bữa nay trời đổi tiết lạnh quá rồi, cho nên là cái giọng của Lê Trung nó cũng hơi khàn khàn á cả nhà, mong cả nhà thông cảm nha. Thì đó là cái vấn đề đầu tiên. Và cái vấn đề thứ hai nữa thì hiện tại ở trên khu vực của Lê Trung nó xuất hiện cái tình trạng muỗi hành rất là mạnh luôn. Có rất là nhiều trà lúa nó bị muỗi hành, nó rơi vào tầm khoảng là từ 40-40 mấy% luôn đó bà con. Đó, cho nên là bà con mình cũng cố gắng phòng ngừa cái muỗi hành sớm và phòng cho nó đúng cái thời điểm để mà không bị cái muỗi hành tấn công đó, để cho cái cái lúa trà lúa của mình nó được an toàn thôi bà con. Và cái một cái vấn đề thứ ba nữa là cái vấn đề sâu đục thân. Thì hiện tại ở khu vực Lê Trung cái vấn đề sâu đục thân nó cũng xảy ra rất là nghiêm trọng luôn. Nó có rất là nhiều trà lúa bị sâu đục thân rất là nặng, nhưng mà Lê Trung chưa có tiện để mà chưa có thời gian rảnh để sắp xếp đi lại những cái trà lúa đó quay cho bà con mình xem. Hiện tại thì Lê Trung nghe rất là nhiều bà con than vãn về cái vấn đề là sâu đục thân với là muỗi hành đó con. Đây mấy anh em thì cũng đang tải phân ra cho Lê Trung đây rồi, mà chuẩn bị rải. Thì nói chung là đối với cái 54-51 này thì bà con mình làm nó cũng rất là khỏe thôi, chỉ cần bà con mình hiểu rõ cái tập tính của đất, cái đất của chúng ta nó cái độ dinh dưỡng nó như thế nào, rồi phèn, rồi chất dinh dưỡng trong đất nó còn nhiều hay không, là bà con mình quản lý tốt thôi. Tại vì cái giống lúa này nó rất là ít bệnh và cái tỷ lệ vào gạo nó rất là tốt. Thì cái trà lúa của Lê, cái khu vực đất của Lê Trung ngoài này, cái những cái giống khác đưa xuống là nó cho cái tỷ lệ vào gạo rất là kém, cho nên là Lê Trung chỉ sử dụng cái giống OM5411 này để ấy thôi, để trồng thôi. Đây là cái loại phân mà hôm nay Lê Trung sử dụng đây. KCSL1 đẩy mặn hạ phèn, phục hồi cây trồng trên đất nhiễm phèn nặng, nhiễm phèn mặn. Đó thì cái thành phần ở trong đây gồm có là bo là 2000 ppm, sắt là 100 ppm, kẽm là 100 ppm. Magie là 100 ppm, đồng là 50 ppm. Ở đây có bổ sung thêm các phụ gia như là axit humic nè, axit amin nè, rong biển nè, NTS, cái này là đạm, lân. Đạm là 26%, lân là 12% và kali là 1%. Ở trong đây thì có thêm cái silic nữa là 11% nè, canxi,
canxi 2% nè, magie là 0,8%. Ở đây trong đây thì có bổ sung thêm một số cái chất để mà đẩy mặn hạ phèn trong đất, để giúp đất của chúng ta nó phì nhiều hơn, nó tơi xốp hơn. Thì đây là cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Đại Nghĩa nha bà con. Đó thì trong thời gian qua thì Lê Trung cũng đã chia sẻ cũng khá là nhiều video về cái dòng phân này. Đó, thì bà con mình có muốn thử nghiệm xài cái dòng phân mới thì bà con mình có thể liên hệ trực tiếp với mấy anh bên công ty phân, hoặc là bà con mình có thể ra ngay đại lý phân phối thuốc bảo vệ thực vật và phân bón đó. Bà con mình hỏi thăm xem là có bán cái dòng phân KCSL hay không để bà con mình lấy về xài thử. Thì Lê Trung không có khuyến cáo bà con mình sử dụng hẳn luôn. Bà con mình có thể là lấy về sử dụng 1-2 công gì đó để mà chúng ta theo dõi cái độ hiệu quả của cái dòng phân. Thì bà con mình nếu mà thấy ngon thì bà con mình sẽ xài hẳn luôn. Còn không thì bà con mình xài ít ít vậy mà làm thử nghiệm ít ít vậy thì cũng không hao, cũng hao không hao hụt nhiêu bà con. Nhưng mà Lê Trung đã đi thí điểm cũng khá là nhiều chỗ rồi, thấy cái dòng phân này cũng rất là ok. Nó tuy rằng khi bà con mình bón xuống nó không có xanh dữ đâu, nó ngà ngà thôi, nhưng mà cái độ bắt nó rất là bền. Cái lúa chúng ta nó chậm xuống màu lắm, mà nó cho cái tỷ lệ nở cây cũng rất là tốt, cây cũng rất là mập. Thì đối với cái dòng phân KCS này thì Lê Trung vẫn sử dụng là 1 công 1.000 m² là khoảng 10 kg mà con. Ở đất đây thì đất của Lê Trung tương đối là nó cũng trung bình. Cũng trung bình thôi, chứ cái phèn thì nó còn nhiều bà con, cho nên là Lê Trung thấy sử dụng cái dòng này nó cũng hợp lý. Tại vì thay vì nếu mà lúc trước Lê Trung xài thì Lê Trung sẽ sử dụng cái phân đạm và với phân DAP để mà Lê Trung sử dụng để Lê Trung bón ở đây á, thì Lê Trung vẫn phải cộng thêm cái một số cái loại thuốc đó, để mà mình giúp cho cái lúa nó dễ độc phèn nè, dễ độc hữu cơ trong đất nè. Đó, thì thay vì sử dụng như vậy thì hôm nay Lê Trung sử dụng luôn cái dòng sản phẩm phân KCSL của công ty Đại Nghĩa luôn, để mình vừa bổ sung cái chất dinh dưỡng cho lúa mà mình cũng có thể là giải độc phèn, giải độc hữu cơ cho đất. Thì đối với cái giải độc phèn và giải độc hữu cơ cho đất thì nó rất là quan trọng các bà con, nó cực kỳ là quan trọng luôn. Tại vì khi mà cái đất của chúng ta tốt thì cái lúa chúng ta nó có bộ rễ tốt, khỏe, nó ăn sâu, dài thì nó sẽ cho cái nền tảng tốt cho cái trà lúa của mình. Cái này cái gần cổ làm gì nó khó chịu. Tại vì khi bà con mình biết rồi, khi mà cái con người ta mình á, mà cái miệng nó khỏe, nó không bị, ví dụ như không có bị nhiệt miệng á, thì bà con mình ăn rất là khỏe đó, ăn khỏe, ăn nhiều nè. Còn mà cái miệng của chúng ta nó lỡ mà nó bị nhiệt miệng hay là bị lỡ miệng gì đó thì bà con mình ăn uống rất là khó khăn đó. Vì vậy mà khi cây lúa chúng ta cũng vậy, cây lúa chúng ta nó có bộ rễ khỏe, to, dài, rễ đẹp, rễ trắng, rễ khỏe thì nó sẽ ăn phân mạnh. Nó ăn phân mạnh thì nó sẽ tạo cái tiền đề cho cái lúa chúng ta nó khỏe đó. Cây lúa khỏe thì nó sẽ mang lại cái năng suất cao thôi. Thì cũng chỉ đơn giản vậy thôi bà con. Đây, xả có 13 kg cho 1.000 m², bà con mình thấy dày ghê. Tại cái giống 5451 này thì cái trọng lượng 1.000 hạt của nó thì nó cũng nhẹ bà con, nó nhẹ hơn đài thơm 8, cho nên là đối với cái giống xạ thì bà con mình xạ theo cái trọng lượng 1.000 hạt, bà con mình canh theo cái trọng lượng 1.000 hạt. Thí dụ như là 1.000 gram 1.000 hạt của cái giống này thì nó chỉ có tầm khoảng là 24-25 gram. Nó còn những cái giống khác thì 27-28 gram, thì bà con mình phải xem theo đó. Hay nói rõ hơn là bà con mình sẽ xem cái hột lúa nó nhuyễn hay lúa đó, hột lúa nó bự, hột lúa nó nặng hay sao để mình cân, mình cân đo đong đếm gì đó để mình xạ cho nó hợp lý. Tại vì bây giờ bà con mình nghĩ là 1 kg giống thì giờ nó nhẹ nhẹ gì nó cũng phải 14-15 ngàn 1 kg giống. Thì bà con mình giảm được một mẫu mà chừng 20 kg thôi, bà con mình cũng được 300 ngàn. Như mỗi năm thì Lê Trung xạ ở đây xạ 8 giờ mấy không à, 8 giờ rưỡi, như là 170 kg đó. Mà nay Lê Trung giảm xuống còn có 130 kg. Thì
giảm được 40 kg, bà con mình thấy cũng được mớ tiền rồi. Giảm 40 kg xuống thì bà con mình thấy 40 kg, một ký 10 giống 5451 này thì hôm rồi Lê Trung mua 14.500. 40 kg thì bà con mình thấy là cũng 600.000 rồi, gần 600.000 rồi. Đó, 600.000 đó mình mua được bao phân mình bón xuống cho lúa nữa, thấy lúa nó tốt hơn, ngon hơn. Rồi thì cái video hôm nay thì Lê Trung cũng xin phép chia sẻ với bà con mình. Cái thứ nhất là ở cái cử một này chúng ta bón phân vào giai đoạn nào và số lượng phân, loại phân. Cái thứ hai nữa thì Lê Trung cũng xin phép thông báo cho bà con mình một số cái loại dịch hại mà ở khu vực của Lê Trung cũng đang xảy ra rất là nghiêm trọng để cho bà con mình tham khảo và có cái chuẩn bị cho cái đà lúa của mình. Rồi thì cái video hôm nay thì chỉ có mục đích là như vậy thôi bà con. Một lần nữa thì Lê Trung cũng xin phép kính chúc cho bà con mình thật nhiều sức khỏe nha, có một vụ mùa thật thắng lợi. Nếu bà con mình thấy video của Lê Trung có ích thì bà con mình hãy để lại cho Lê Trung xin một like nha, để Lê Trung có động lực bà con. Tại vì làm cái video này thì chia sẻ cho bà con mình thì cũng không có tiền bạc gì đâu, chỉ mong chia sẻ cho bà con mình những cái gì mà nó tốt cho cái nghề nông thôi, chứ bà con mình đừng có nghĩ là Lê Trung làm cái này tiền dữ lắm. Nếu mà làm cái này mà tiền dữ lắm thì Lê Trung đi làm cái này ngon hơn, chứ mắc gì mà Lê Trung làm ruộng chi bà con. Thì chủ yếu là muốn chia sẻ cho bà con mình biết thêm nhiều cái kinh nghiệm mới, kinh nghiệm hay thôi, cũng như là thông báo cho bà con mình những cái loại dịch hại để cho bà con mình biết trước. Ví dụ như là ở khu vực của Lê Trung nó xảy ra rồi thì lúa Lê Trung đang trong giai đoạn này nó, thì bà con mình, lúa bà con mình chuẩn bị xạ thì bà con mình sẽ nói biết là những cái dịch hại năm nay nó sẽ xảy ra những cái loại dịch hại gì để bà con mình chuẩn bị vậy đó. Chứ làm cái mảng bên nông nghiệp này thì không có tiền bạc gì đâu bà con. Có một số bà con thì bảo Lê Trung vào câu like câu view. Câu like câu view thì câu like câu view đâu không thấy, thấy toàn là đổ xăng nhà tự chạy đi quay không, chứ có được đồng bạc nào đâu bà con ơi. Nói không phải là để than với bà con, nhưng mà thật sự là như vậy. Thì chỉ mong là bà con mình xem video thì tiện tay đó, bà con mình bấm cho Lê Trung xin cái nút like để tạo cho Lê Trung có cái động lực để Lê Trung làm ra nhiều cái clip nó ý nghĩa hơn, chia sẻ cho bà con mình nhiều kinh nghiệm hơn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con mình ở video lần sau nha.